Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Cái này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn trong video cho cả nhà mình. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858584Q2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Hôm nay thì em sẽ khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình. Và có vẻ đó chính là một cái phiên bản của RSW, một cái thương hiệu của Thụy. Và đây cũng sẽ là một trong các cái mẫu Limited Edition phiên bản giới hạn. Ngoài ra thì sẽ có các phiên bản của Skagen, phiên bản Fossil, Selco, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên nhá, thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Skagen. Đây là một cái thương hiệu đến từ Đan Mạch và mọi người đều biết rồi đúng không ạ? Các cái thiết kế của Đan Mạch ấy, nó có một cái gì đó nó rất là thanh lịch, nhẹ nhàng. Ở đây là một cái phiên bản dây, ủa mà này mỏng lắm, trời đất ơi. Nó rất mỏng mọi người nha. Bên trong nó sẽ có hộp sổ sách đầy đủ này. Đây là cái hộp của nó này. Nó mỏng cực kỳ mọi người ạ. Bản này lại còn là bản titanium nữa cơ. Đây là bản titanium nhé mọi người nha, Skagen này, titanium này, hai kim, mẫu này thì hai kim, nó mỏng, đó rất là mỏng. Đây là viền cạnh núm, mặt trước này mặt sau, có signature, tức là ở bản này còn có cái thể kiểu dạng như là khắc laser được ấy. Đấy, titan này, Skagen này, ở đây nhé, nó sẽ có mã của nó sẽ là SKW6483 by DM. Ở đây nó có một cái dòng chữ đó là Made in China ấy, thì cái Made in China này này thì cái Skagen nó là thương hiệu đến từ Đan Mạch. Và nó vẫn có trụ sở ở bên nước thứ ba. Nó sẽ giống, nó giống như là ở các cái phiên bản của Eurobianco ấy, thì nó sẽ có nhà máy ở đặt ở bên nước thứ ba đó. Ví dụ như là mẫu của Eurobianco ở bên Nhật thì nó vẫn sẽ ghi đó là Made in Japan. Đấy, còn ở đây là bản Skagen và nó có nhà máy. Cái này nó sẽ được sản xuất ở tại nhà máy ở bên Trung luôn, nên là nó sẽ ghi đó chính là Made in China luôn nha mọi người nha. Đấy, còn bên trong của nó sẽ vẫn sử dụng đó chính là bộ máy pin của Nhật. Đó, và vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng Skagen. Và đây là dây này, sẽ có mã số hiệu của dây đi kèm này. Đó, bản này thì mới. Nó có một cái dây là cái dây dây lụa và mọi người có thể là đẩy cái chốt này này, dịch chuyển theo đúng cái size tay của mình đến đâu ấy thì mình sẽ dịch chuyển đến đó thôi. Thì nó cũng sẽ rất là tiện. Mã sản phẩm của nó cũng có ở phần tag mark đi kèm đầy đủ nhá. Xe mặt ở bản này là size 39.6 và càng của mẫu này là 44.4. Độ mỏng của phiên bản này là 4.8 thôi. Trời ơi, rất rất mỏng. Đây, mọi người đeo tay như này. Rất mỏng luôn. Và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nha. Đó, bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.1 triệu. 2.100.000. Mã 181. 2.1 triệu mã 181. Mới mà đẹp mà nó mỏng ấy, chứ này còn chưa qua sử dụng đâu. Đấy, cực kỳ mỏng luôn. Tiếp theo sang ở mã 182. Phiên bản 182 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 182, đó là ở phiên bản này. Đây là một cái phiên bản của Kumo. Nó có một cái hộp gỗ. Đây, Kuno mọi người nha, Kuno này, CP Japan này. Bên trong này thì nó sẽ có giấy tờ của nó này, cái hộp đỏ rất là đẹp. Cái này là mã vận đơn gửi từ bên Nhật về ấy, thì nó sẽ có hai cái lần mã vận đơn. Cái hộp này của nó là hộp gỗ này, nhưng mà nó kiểu dạng như là sơn mài hay sao ấy, nhìn trông nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây, rất là đẹp nha, hộp của nó rất là to, rất là nặng luôn. Cái này mọi người có thể mang đi tặng được bởi vì cái bản này thì nó mới nguyên.
Bạn này nó mới nguyên luôn. Đây mọi người này, automatic nha. Mẫu này là automatic này. Bàn này thì nó cũng sẽ có cả trợ có tay đi kèm này. Đó. Mặt bên trong này nó trải đều các cái đường vân nhá, lộ tim ở vị trí góc góc 9 giờ, cọc số La Mã. Mặt vân này rất đẹp nha, đây là viền vỏ. Cái màu vàng này thì nó sẽ là màu vàng của màu vàng Spangler chứ nó không hẳn là theo kiểu dạng như là màu vàng gold đâu. Núm nha, nó sẽ có một cái núm đá đỏ này và đằng sau đáy đây. Old Stainless Steel nhá, Kuno này. Japan Made này, đây là được sản xuất ở tại Nhật luôn. Đây là thương hiệu nội địa của Nhật. Đấy, đây là bên trong này, bộ máy này. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và nó sẽ có cái chữ này, đó là M2G. Tức là kiểu như là cái tên viết tắt của thương hiệu luôn ý. Bài này thì mới nguyên, chưa qua sử dụng. Cái bộ dây nó đẹp lắm ý. Cái dây này là vân dây thật đấy mọi người ạ. Mẹ em không biết là đây là vân dây gì. Vân này thì không phải là vân cá sấu rồi. Em không biết là vân dây gì nhưng mà nó đẹp lắm. Cũng không phải dây cá đuối. Đây, nếu mà mọi người mà biết cái vân dây này thì các chị có thể comment giúp em nhé. Bởi vì cái vân dây này nó đẹp cực kỳ luôn. Mọi người cứ nhận hàng ở bên ngoài, các chị mở ra mọi người sẽ thấy. Cái vân này là vân da thật đấy ạ. Đấy. Đây là khóa bấm này, nó rất là thông minh và rất là tiện lợi luôn. Ở mẫu này thì sẽ có size, đó là size 37.8 nhé. Và càng của mẫu này là 45.8. Đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5 này thì là em đeo vừa luôn. Thì các anh nam nào mà có cổ tay tầm 16.5 như tem hoặc là 17.5 trở lên, mọi người vẫn đều có thể đeo được nha. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 3.650.000. 3.650.000 mã 182. Mới nguyên full box đầy đủ nhá. Đó, mã 182 3.650.000, đây là mức giá cực kỳ tốt luôn. Vì mọi người biết là nguyên cái bộ dây của nó thôi là đã đáng tiền rồi. Tiếp theo sang ở mã 183. 183 thì có lẽ là em sẽ lên luôn cho cả nhà mình ở cái phiên bản, đó là phiên bản của Thụy Sĩ luôn. Với phiên bản này là phiên bản của RSW thì bên ngoài này nó sẽ có cả một cái vỏ hộp ở bên ngoài này. Đấy, đấy là cái vỏ bên ngoài nhá. Sau đó là có một cái hộp ở bên trong như thế này. Đấy, rất là đẹp. Mẫu này thì qua sử dụng rồi. Nhưng mà mẫu này là mẫu limited edition, đây là phiên bản giới hạn. Mắt thừa này vẫn còn nha. Bên trong này nó sẽ có thẻ này, thẻ mua hàng này, giấy tờ sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Đấy, nó giống như một cái ví, rất là xinh. Và đây sẽ là một cái phiên bản cực kỳ đẹp. Không cho cả nhà mình xem. Số lượng của bản này là 700 chiếc thôi mọi người ạ. Đây này, 700 chiếc, và bản này là bản thứ 149 trên 700 chiếc. Đấy, bản thứ 149 trên 700 chiếc. Đây là mẫu Limited Edition phiên bản giới hạn nha. RSW, kính Sapphire. Bản này thì mặt của nó ấy, nó sẽ hơi màu ghi sáng một chút xíu. Màu ghi sáng một chút xíu chứ nó không phải là màu đen đâu. Đấy, và cái núm này mọi người thấy không? Thì em nghiên cứu cái núm này. Cái núm này nó lại như thế này. Thế thì nó chỉnh kiểu gì nhỉ? Nó xoáy được cái núm này nhá. Xoáy được cái núm này ra. Đây là núm gen. Chỉnh thì mọi người sẽ xoáy cái núm này ra này. Các chị lấy cái que chọc sim ấy, quay lấy que chọc sim nhá. Và các anh chị ấn ở đây. Thì cái núm này ở đây này, nó là cái núm ẩn đấy ạ, chứ nó không phải bị đứt núm đâu mọi người nha. Đấy, còn ở đây nó là cái gen này. Cái gen này để xoáy, để bảo vệ cái núm đấy ạ. Trời đất ơi, người ta lại còn sản xuất ra theo một cái phong cách nó
rất là cầu kỳ nữa. Đó. Dạ vâng. Trời ơi, thật sự luôn em chưa bao giờ gặp một cái phiên bản nào mà nó có một cái núm nó rất là lạ như vậy. Nó không phải bị đứt núm nha mọi người nhé. Các chị mọi người sẽ xoay cái núm này ra này và lấy cái quay học sinh và các chị sẽ ấn để chỉnh cái núm ở vị trí phía bên trong nhé. Đây là một cái phiên bản cơ của Thụy Sĩ và nó rất là dị, mỏng, rất là mỏng luôn. Sweet made. Đấy, rất mỏng, rất đẹp nha. Kính sapphire nguyên khối, đây là viền cạnh này, dây này, chốt khóa này. À, mặt trước này, mặt sau, sweet made, độ chống nước là 3 TM. À, với phiên bản này thì nó sẽ có một cái bộ máy cơ của Thụy 26 chân kính với tần số dao động là 28.800 VPH nha. Và tất nhiên là với cái bộ máy của Thụy thì không phải bán đến rồi. Đúng không ạ? Nó chính là các cái con ngựa thồ của Thụy Sĩ nên là nó rất đẹp và nó rất là bền. Đó, ở bản này thì sẽ có size mặt đó là size 41.7. Càng của mẫu này là 50.1. Đấy, và đây như cổ tay của em nhá. Thì mọi người sẽ đeo lên tay nó sẽ như thế này này. Đó, một cái phiên bản máy cơ của Thụy và nó rất mỏng. Em đo lại độ mỏng cho cả nhà mình. 9.2. Đó, 9.2. Mỏng, đẹp. Đây mọi người thấy mặt bên trong này. Rất xuất sắc. Đây là nó có một cái biểu tượng 700ANS này. Tức là nó trong một cái sự kiện gì đó ấy, nên nó có cái logo ở đây. Và bản này đây 700 chiếc nha. Và bản này là bản thứ 149 trên 700 chiếc. Đó, nó rất là hay, rất là đẹp. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 6.5 triệu, 6.500.000. Mã phiên bản này là mã 183. Đó, mã 183. Tức là bản này thì qua sử dụng rồi nhưng rất mới. Mắt thừa còn nguyên, sổ sách đầy đủ. Đó, mã 183, 6.500.000 nhé. Tiếp theo sang ở mã 184. 184 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu, thôi em lên cái mẫu Zeppelin đi. Đây là bản của Zeppelin. Thì về thương hiệu Zeppelin thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình và nói chung là mọi người cũng rất là am hiểu về đồng hồ. Thì các chị đều biết là Zeppelin nó là một cái thương hiệu đến từ Đức. Đây là sổ sách của nó này. Đây là hóa đơn này. Đây là cái giới thiệu này này. Đúng không ạ? Đây là những chiếc máy bay đầu tiên của thế giới này. Đấy. Vì Zeppelin này họ cũng chuyên cả về máy bay mình biết gì đó nữa. Đấy, và Đức thì rất là nổi tiếng về cái ngành công nghiệp cơ khí. Vì thế cho nên là từ các cái thiết kế hay mẫu mã ấy, đúng không ạ? Nhìn trong nó sẽ có cái sự gì đó nó rất là khỏe khoắn, chắc chắn và rất là bền. Đây là phiên bản Zeppelin, phiên bản pin. Và sử dụng đó chính là máy của Thụy Sĩ, Made in Germany nha. Nó sẽ được sản xuất ở tại Đức. Bản này là bản pin 3 kim 1 lịch ở vị trí góc 3 giờ. Mặt bên trong này màu xanh, nó trải đều các đường vân rất là đẹp. Với thiết kế của mẫu này là cọc số học trò. Và toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất liệu thép 316. Và nó sẽ có mạ vàng ở đây. Nhưng cái màu vàng này nó cũng sẽ là màu vàng của vàng sâm panh. Đằng sau đáy đây thì nó sẽ có ở đây đó chính là dòng LZ129 Handybox. Đó. Mẫu này thì nếu mà mọi người check thì các anh chị có thể check cho mã đó là 7044-3. Đấy thì mọi người có thể check cho cái mã này. Tại hôm nay là em đang không có cái điện thoại ở đây nên là em cũng không check được luôn cho cả nhà mình ý. Nhưng mà thường thì các cái bản này giá ở trên eBay thì nó cũng khá là cao. eBay thì họ cũng chuyên về các mẫu mà đã qua sử dụng rồi. Có những mẫu đã qua sử dụng rồi và có mẫu thì cũng chưa qua sử dụng. Nó cũng giống như là kiểu dạng như hàng đấu giá này. Nhưng mà giá nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, nếu mà anh chị nào một người chơi đam mê đồng hồ thì mọi người cũng đều biết rồi, đúng không ạ? Độ chống nước của 3 ATM này, độ chống nước của nó là 3 ATM All Stainless Steel này. Đây, và đây là bộ dây nhá. Thì mọi người thấy là bộ dây ở đây này. Nó là cái bộ dây da, dây handmade. Đấy, dây handmade của Đức. Dây thủ công đấy ạ. Đấy, các cái đường chỉ khâu tay này, dây chốt khóa này. Nói chung là ở bản này rất rất đẹp, rất là xuất sắc luôn. Không phải chê một điểm gì luôn ý. Size 39.7, sử dụng máy Thụy. Càng 42.7 nhá. Và đây mọi người thấy này, như cổ tay của em này. Nhìn ngoài nó đẹp lắm luôn, mọi người thấy không ạ? Đấy, khi đeo lên tay nhá, nó rất đẹp, rất là sáng cái da tay của mình. Bản em đang để cho cả nhà mình đó là 3.450.000. 3.450.000 mã 184. Full hộp đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 185. Mã 185 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu mẫu phong cách thể thao đi của Technot đi.
Đây là bản của TikTok. Nói chung là TikTok thì em cũng về cũng khá là nhiều các cái mẫu của TikTok rồi. Đấy, và các anh chị cũng biết là TikTok thì ngày xưa nó là thương hiệu của Thụy, sau đó thì họ có chuyển nhượng lại cho Nhật ấy, thì hiện tại bây giờ thì TikTok nó là thương hiệu của Nhật. Đó. Và với các cái thiết kế mẫu mã của TikTok thì nó rất là đẹp nhá. Ví dụ như ở mẫu này thì nó thiết kế nó hơi giống giống với cả của Salvatore Ferragamo S80, hoặc có thể là mọi người thấy là nó hơi giống giống với cả của cái thương hiệu gì nhỉ? Vacheron, nó sẽ hơi giống giống. Đấy, nó thiết kế theo form kiểu là như vậy. Bản này là 6 kim và nó sẽ chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao nhá. Ở đây thì nó sẽ có kim 24 giờ một ngày. Thì như thế này thì mình cũng biết được là lúc này nó đang là ban ngày hay ban đêm này. Ở dưới này nó là cái kim dây chrono này, mọi người sẽ bấm vào đây. Đấy, thì mọi người đúng không ạ, nó đang chạy, nó đang hoạt động nha. Còn mọi người muốn dừng nó lại này, tạm thời này đúng không ạ, thì dừng lại này. Mọi người muốn reset nó về, các anh chị bấm vào đây thì nó sẽ reset về. Đó, và ở đây thì thời gian của nó sẽ là cái thời gian đo tốc độ tối đa. Nó hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Đấy, cái cọc số nó sẽ là cọc số nổi nha. Rất đẹp luôn, nó làm nổi hẳn lên trên luôn ấy. Bên trong thì buổi tối có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Ở đây nó sẽ có vừa phanh xước ở trên này, và nó có các cái đường khuyết khuyết ở cạnh sườn đây này. Nó là theo kiểu dạng sáng bóng cạnh núm này, mặt sau nhé. Đó, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM, mã của nó là T8B84, dây silicone, độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay với cả nó không bị mùi giống như dây da đâu. Đây là em gấp ngược lại đấy ạ, và mọi người thấy không ạ, dây này độ đàn hồi cực kỳ tốt luôn, vì nó sẽ có các cái dòng dây nó rất là cứng, tác mác đầy đủ. Đấy chưa, 55.000 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng 10 triệu, nó cao hơn được các cái mẫu dòng mà mẫu khiêm hay lên cho cả nhà mình ấy. Mẫu khiêm lên thì nó chỉ tầm 38.500 yên thôi. Bản này ra 42.4 nhá, và càng của mẫu này là 50. Đấy, như tay em đây, 16.5 này. Mọi người thấy đeo tay này rất đẹp, nó ôm tay lắm. Nhưng mà nói chung là form của bản này thì 16.5 đeo được nha, hoặc là 17-17.5 trở lên. Nói chung là đẹp thì vẫn phải là gọi là tay vừa, đúng không? Tay quốc dân, size quốc dân là từ 17 trở lên. Đó, đấy là đối với tay nam. Đó. Bản này là 3, à quên, em xin lỗi, bản này là 2.450.000. 2.450.000 nhá, mã 185. 2450 mã 185. Tiếp theo sang ở mã 186. 186 thì em sẽ có về cho cả nhà mình, đó là một cái bản của Angel Loser. Bên em thì hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của Angel Loser Original, và với phiên bản này thì mọi người sẽ có 2 năm bảo hành tại hãng. Ở đây thì em để đến cái nắp nó đằng kia mất rồi. Nó có một cái nắp gỗ nữa, nắp gỗ kéo trượt ở đây này. Nắp gỗ nha. Bên trong này có giấy tờ, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Đây là một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, và cái thương hiệu này nó là một cái thương hiệu mà họ sẽ tự thiết kế và tự sản xuất máy luôn. Đấy, chứ họ không có nhập khẩu máy ETA của tập đoàn Swatch Swiss đâu. Bởi vì mọi người biết là rất nhiều các thương hiệu của Thụy nhá, đấy là thương hiệu của được thành lập ở tại Thụy thôi, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái thương hiệu mà họ sẽ không sản xuất được máy, và họ sẽ vẫn phải nhập khẩu máy của tập đoàn Swatch Swiss, nên là thường thì bao giờ giá thành của nó cũng sẽ khá là cao. Còn đối với thương hiệu của Angel Loser này thì họ là một cái thương hiệu của Thụy, và họ tự thiết kế tự sản xuất máy, tức là đây là một cái bộ máy in house. Đấy, bộ máy in-house của hãng luôn. Đó. Với phiên bản cơ này thì đây là bản cơ 6 kim. Cơ 6 kim nha. Ở đây nó sẽ có, đó là đây là kim dây, 5 kim, em xin lỗi, 5 kim. Đây là kim dây, kim giờ, kim phút, còn đây là lịch ngày. Còn đây của nó sẽ là power resource, tức là cái kim báo cót. Đó, và khi mà em lên kim báo cót nha thì mọi người thấy này, cái phần cót này ở bên trong này, cái kim này, đó, bắt đầu nó dịch chuyển lên rồi đúng không ạ? Đấy, thì nó cũng sẽ rất là thuận tiện và để cho mình chủ động trong cái việc đó là cái việc chữ cót cho cái đồng hồ của mình. Với bản này thì mặt kính là mặt kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống chảy chống sức rất là tốt. Mẫu này thì mới nguyên, chưa qua sử dụng nha. Đấy. Mới nguyên, chưa qua sử dụng này. Cạnh này, mặt này, núm này. Cái núm ẩn ở đây nó không phải bị đứt núm nha. Mọi người cũng sẽ lấy cái que tập sim các chị ấn vào đây. Sau đó là mọi người sẽ chỉnh lịch nhanh của cái phần lịch ngày. Dây này, chốt khóa này. Đấy.
Đấy, đây em bóc một chút xíu ra cho cả nhà mình cùng xem nhé. Cái dây này rất là đẹp luôn đúng không ạ? Màu vàng này. Cái này mọi người phải nhìn ngoài cơ. Nhìn trên này hôm nay cái ánh điện nó cảm giác nó hơi tối một chút. Đấy, rất đẹp luôn. Chốt khóa mặt trước nhé, mặt sau. Bản này thì nằm trong bộ sưu tập của dòng Budapest Oceanic Steel này. Đây đây, automatic, độ chống nước của nó sẽ là 53. Phiên bản này thì nó sẽ có cái bộ máy của nó là 29 chân kính. Đây mọi người có nhìn rõ được không? 29 chân kính nhá, 29 Zewell này. Đó, 29 chân kính. Và module máy của nó đây, đó là máy Can A3550. Đấy, Can A3550. Mọi người có thể là tìm hiểu ở trên các cái trang mạng ấy về cái thương hiệu Angelloser này. Về cái thương hiệu Angelloser này, với cả mọi người có thể là tìm hiểu luôn ở cái module máy của nó ấy, bởi vì trong cái bộ máy của Angelloser thì nó sẽ có các dòng, đó là Can A44610 này, rồi là 3350 này, rồi là nói chung là nó sẽ có mấy dòng máy Can Calibre cơ. Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó đều là các cái bộ máy in-house, bộ máy của hãng, nên nó rất đẹp, rất là bền và chân kính cao, độ chuẩn chính xác giờ cao. Đấy, đây các chị có thể là quan sát viền này, vỏ cạnh này, rất đẹp nha. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 40, càng của mẫu này là 48.2. Và cái này thì dành đến là, ui, màu đẹp lắm. Cái này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Bởi vì cái size này của nó cũng là size 40 ấy, một cái size quốc dân rồi. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 6.500.000, 6.500.000 nhá. Mã 186. Đấy. Thì đây là một cái thương hiệu bên em đang làm đại lý ủy quyền. Và bên em thì cũng có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng để mà mọi người có thể là lên tay. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Và hàng tới nơi mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chính hãng nhé, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Mà đó là ở mã 186. Tiếp theo sang ở mã 187. Đúng quá rồi. Đây. Mã 187. 187 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Mã 187 thì em sẽ lên cái bảng của Citizen này đi. Em sẽ lên cái bảng của Citizen. Đối với cái phiên bản Citizen này thì nó là phiên bản Citizen EcoDrive pin năng lượng mặt trời. Nói chung là mọi người quá quen thuộc với dòng này rồi. Nó là dòng H145. Đó, Eco Drive Radio Control nha. Tức là nó sẽ cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Hiện tại thì trên thế giới đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng. Đó là bên Mỹ, châu Âu, Nhật và bên Trung. Đấy, còn đối với Việt Nam mình thì mình vẫn phải tự chỉnh thủ công mọi người ạ. Bởi vì là mình ở hơi xa ở các cái cột sóng đó. Thì cái này thì nó chỉnh nó dễ thôi, nó không khó khăn gì nhiều đâu. Cái này em sẽ chỉnh trước cho cả nhà mình. Còn nếu mà mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn để mọi người có thể là tự chỉnh nhá, bởi vì ở bản này nó sẽ có đó là các cái múi giờ của thế giới nữa. Thì mọi người cứ tìm đó là Citizen H145. Đó, trên video YouTube rất rất nhiều các cái cách hướng dẫn luôn. Và bản này có dạ quang vào buổi tối, kính sapphire nguyên khối nhá, và giúp cho đồng hồ chống trời chống xước tốt. Đây nó có cả múi giờ GMT, giờ thế giới này. Bên trong này nó sẽ hiển thị đó là SMT ấy, đó chính là Summer Time. Đó là cái gọi là cái chế độ tiết kiệm pin đấy, đúng không ạ? Đấy, chế độ tiết kiệm pin. Kính sapphire, đây là viền cạnh, dây, chốt khóa. Nói chung là mẫu này thì mặc dù là đã qua sử dụng rồi, nhưng mọi người thấy nó rất là mới. Cùng lắm thì chắc là người ta cũng chỉ sử dụng 1-2 lần thôi. Đây này mọi người thấy không ạ? Đây, không thấy có vết chầy hay là gì cả nha. Và nó còn nguyên cả cái seal ở đây luôn. Đây là phiên bản kỷ niệm này. Royal, tức là kiểu những khách hàng thân thiết ý, hay là gì đó ý. Đấy, thì nó sẽ có một cái phiên bản như vậy. Đây, kính sapphire này. Nhìn ở ngoài nó sẽ rõ hơn, ở đây hơi khó nghiêng. H145 này, Japan Mode này, Radio Control, Made in Japan nhé. Bản này phiên bản Made in Japan, phiên bản nội địa. Đấy, nó sẽ được sản xuất ở tại Nhật luôn. Sa mặt là 42.7, càng của mẫu này là 47. Đấy, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Thấy mọi người thấy không? Đeo lên tay rất đẹp luôn. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 3.450.000. Bản này có thời điểm
em đấu về nó rơi vào tầm khoảng độ 3,6 triệu, rơi vào tầm khoảng đó đấy. Đấy, vì nếu mà anh chị nào mọi người chơi về các cái mẫu của Citizen này thì mọi người đều biết nó là các cái mẫu dòng đời cao đấy, và ít khi nào để có thể đấu được những cái mẫu mà nó rất là mới như thế này, vì thường thì các cái mẫu kia nó dây nó ngắn lắm đấy, nhưng mà ở đây thì dây nó dài đẹp mà nó còn mới. 3,450,000 bản này sẽ ở mã 187. Tiếp theo sang ở mã 188 ạ. 188 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này nha. Đây là mẫu của Ted Baker này, đây là thương hiệu của Anh. Cái chiếc này thì em bị bom về, rất là buồn luôn. Hôm trước rất nhiều các anh có hỏi em ở bản này, xong cuối cùng thì lại bị bom về đây. Mà khổ một nỗi là gọi điện không được ấy, chứ cũng chưa đợi để gọi là các anh ấy kiểm tra hàng, cứ toàn là thuê bao thôi. Đây, vì là ở trên cái app của em ấy thì nó sẽ có hiển thị luôn, đó là khách người ta mà gọi điện, tức là shipper gọi điện ấy, lúc mấy giờ và thời gian gọi là bao nhiêu giây đấy. Và sau đó thì người ta cũng sẽ, nếu như mà ở các cái trường hợp gọi là khách mà không liên lạc được nhiều quá thì người ta cũng sẽ có liên lạc lại với cả bên chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng người ta cũng sẽ xác nhận lại một lần nữa. Đấy là không liên lạc được với khách hàng. Thì em cho hoàn về đây. Đây là mẫu của Ted Baker. Cái mẫu này là mẫu 6 kim nhá. Nó có kim 24 giờ một ngày này, kim chỉ lịch thứ này và kim chỉ lịch ngày. Đó, kim giờ, kim phút này, nó sẽ là kim màu vàng rất là đẹp. Form của bản này thì nó có một cái niềng, đó là cái niềng đồng xu này. Sau đó bên ngoài này của nó sẽ là một cái hình vuông ấy. Đó, nhìn trong cái mặt này trông rất đẹp nha, kể cả cái màu của nó cũng thế. Nhìn ngoài màu nó đẹp hơn cơ. Đây mọi người nhìn này, nó chỗ này nó hơi sáng một chút này. Đấy, đây là bộ dây này, chốt khóa. Ted Baker, thương hiệu của Anh. Mã số hiệu sản phẩm đầy đủ nhá. Ở đây độ chống nước của nó sẽ là 50 TM này. Japan Moment này. Sa mặt ở phiên bản này là sa 41.3 và càng của mẫu này là 48. Mẫu này thì gần như ai cũng có thể là đeo được, chứ nó không bị kén tay đâu. Đấy, như 16.5 như em cũng đeo được nhá. Hoặc là 17, 17.5. Đấy, mọi người đều đeo được hết. Nói chung là ở bản này thì các cái chức năng hoạt động đầy đủ và form kiểu dáng đẹp. Đây là một cái bản pin 6 kim. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.8 triệu. 1.800.000. Bản này sẽ ở mã 188. 1.8 triệu mã 188, full hộp nha, mới nguyên, rất đẹp. Tiếp theo sang ở mã 189. 189 thì em lên mẫu này đi. Đây là mẫu của Fossil. Đó, Fossil. Cái bản Fossil này là cái bản Fossil mà sẽ dành cho anh nam tay to mọi người nha. Còn anh nam tay nhỏ không đeo được cái bản này đâu. Đấy, ở mẫu này này, nó sẽ có một cái thiết kế đó là lịch ở vị trí, tức là vị trí góc 4 giờ. Mặt bên trong màu nâu cà phê này, có kim 24 giờ một ngày, có kim dây chạy sonograph, đúng không ạ? Và chi tiết niềng này, nó sẽ làm theo kiểu dạng như là phay xước nha, phay xước. Fossil thì nó là thương hiệu của Mỹ. Đó, còn cái thiết kế của nó thì nhìn trông nó rất là hầm hố, đúng không ạ? Ở đây nó có một cái núm để bảo vệ, cho cái núm này. Thì các chị vẫn đẩy chốt núm để mọi người chỉnh như bình thường được. Đấy, sau đó là mọi người lại đẩy chốt này. Đấy là mọi người đóng núm này. Thấy chưa? Nó có cái càng này và nó có cái dây. Ở đây là người ta sẽ sử dụng một cái bộ dây Gany Lisson xây ra chính hãng nha. Và nó bộ dây này này, nó là một cái dây bản to. Đấy, chứ nó không phải là một cái dây bản nhỏ đâu. Đây là một cái bản to. Đây là đằng sau đáy này, Fossil này. Đấy, cái bộ dây này rất là xịn luôn. Có cái đường chỉ khâu tay này. Nguyên cái tấm bộ dây da này thôi là đã thấy đáng rồi, đúng không ạ? Khóa này. Đây, dây nhé, dây mọi người thấy không? Dây rất là xịn. Đường chỉ khâu tay này, cạnh này. Mẫu này thì người ta cũng, chắc là người ta cũng sử dụng một vài lần rồi, nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Size mà là size 44.6, càng của mẫu này là 53. Đeo lên tay nó sẽ như thế này này mọi người. Đấy, nó sẽ có cái càng nó ôm tay như thế này. Và nhìn trông nó sẽ rất là đẹp, rất là hầm hố ấy ạ. Bản này em đang để cho cả nhà mình là 1.850.000. 1.850.000 mã 189. Tiếp theo sang ở mã 190 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay nhá. Thì đây em sẽ lên cái mẫu, đó là mẫu của Seiko. Đấy, đây là mẫu của Seiko. Cái form này nó là cùng cái form kiểu dạng như là dòng đời đầu rồi. Bây giờ thì người ta cũng không còn sản xuất lại ở cái form kiểu này nữa. Nhưng mà form kiểu này rất đẹp, giống như là của Vacheron.
mặt kính này mọi người thấy không, chưa hề có vết chảy xước gì cả luôn. Lịch ở vị trí góc 3 giờ, cạnh này, dây này, chốt khóa này, mặt trước mặt sau nha. Đấy, viền này, cạnh này, nhìn trông nó rất là khỏe, khoáng trông, nhìn trông nó đẹp ấy. Nó theo kiểu dạng như là nó có cái gì đó, nó có cái sự khác biệt hoàn toàn so với các cái mẫu bây giờ luôn ấy. Size 40 nhá, và càng của mẫu này là 46.6. Đấy, dành đến là cho các anh nam có cổ tay tầm 17 trở lên cho nó đẹp. Cái này là phải tầm từ 17 trở lên. Đó, dây thì còn cho cổ tay tầm 18 trở xuống là mọi người đeo được nha. Dây thép trắng, cái này kể cả mọi người có đeo mà lỡ có bị xước, răm, xước riết gì đó nó cũng sẽ không lộ. Đấy, viền cạnh. Mẫu này cũng là 1.850.000. 1.850.000 mã 190 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 085858 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Em chào tất cả mọi người ạ.